Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Căn bệnh suy tim không chỉ hoành hành ở trên những người lớn tuổi, mà nó còn hoành hành ở trên tất cả mọi độ tuổi khác nhau. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những triệu chứng để có thể phát hiện bệnh suy tim sớm, cũng như là những giải pháp và những loại thực phẩm nên ăn để có thể hạn chế căn bệnh suy tim, cũng như là cải thiện sức khỏe của tất cả mọi người. Dấu hiệu vàng để phát hiện bệnh suy tim, suy tim nên ăn gì, chế độ ăn cho từng giai đoạn. Suy tim là tình trạng tim không đủ khả năng bơm để cung cấp máu đảm bảo cho các nhu cầu hoạt động của cơ thể. Suy tim là con đường chung cuối cùng của hầu hết các bệnh lý tim mạch. Người bệnh bị suy tim sẽ giảm khả năng hoạt động, suy giảm chất lượng sống, tùy từng mức độ sẽ cần sự hỗ trợ khác nhau. Ngoài ra, người bệnh suy tim nặng sẽ đứng trước nguy cơ tử vong cao do các rối loạn nhịp và các đợt suy tim mất bù. Suy tim được chia làm hai loại là suy tim cấp tính và mãn tính. Nguy hiểm hơn cả ung thư. Bác sĩ Bùi Thế Dũng, trưởng khoa Nội tim mạch, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một thống kê mới đây cho thấy tần suất mắc suy tim ở độ tuổi trên 65 là khoảng 1 trên 100 dân. Tỷ lệ mắc suy tim ở nam cao hơn nữ giới. Bác sĩ Dũng cho biết hiện nay trên thế giới có 23 triệu người bị suy tim và bệnh suy tim đang trở thành một vấn đề lớn của toàn nhân loại. Tại Việt Nam ước tính có khoảng 1,6 triệu người bệnh suy tim. Bác sĩ Dũng cho biết suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, hậu quả của những tổn thương hay rối loạn chức năng của quả tim dẫn đến tâm thất không đủ khả năng tiếp nhận máu hoặc bơm máu đi nuôi cơ thể. Cụ thể, suy tim là hậu quả của nhiều bệnh lý khác nhau như bệnh lý van tim, cơ tim, màng ngoài tim, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tuyến giáp. Trong đó, nguyên nhân gây suy tim phổ biến nhất là bệnh lý mạch vành, chiếm tỷ lệ trên 50%. Các nguyên nhân phổ biến tiếp theo là tăng huyết áp và bệnh lý van tim. Suy tim gia tăng theo tuổi thọ. Một thống kê mới đây cho thấy tần suất mắc suy tim ở độ tuổi trên 65 là khoảng 1 trên 100 dân. Tỷ lệ mắc suy tim ở nam cao hơn nữ. Theo bác sĩ Dũng, suy tim ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhiều mức độ khác nhau từ suy giảm khả năng gắng sức, giảm tập trung, giảm chất lượng giấc ngủ cho đến khó thở thường xuyên, khiến người bệnh phải nằm nghỉ thường xuyên và tăng số lần nhập viện. Đặc biệt, ảnh hưởng của suy tim đến chất lượng sức khỏe sẽ càng nặng nề hơn trên người bệnh có các yếu tố trẻ tuổi, là nữ giới mắc bệnh béo phì, đái tháo đường, trầm cảm, mắc chứng ngưng thở khi ngủ, hoặc người bệnh đã bước vào giai đoạn suy tim nặng. Suy tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong những bệnh lý về tim mạch có khoảng 50.000 người bệnh suy tim tử vong hàng năm. Tỷ lệ tử vong do suy tim thậm chí cao hơn tỷ lệ tử vong do một số loại bệnh ung thư. Mặc dù hiện có rất nhiều tiến bộ trong điều trị, tỷ lệ tử vong do suy tim vẫn còn rất cao. Dấu hiệu của suy tim được bác sĩ cảnh báo đó là khó thở, ho một số có thể có cơn đau tức ngực. Nếu thêm phù kết hợp với ho, khó thở thì rất có thể phù này là do suy tim. Đặc biệt dấu hiệu vàng đó là khó thở có thể khó thở khi gắng sức, khó thở khi không gắng sức, khó thở khi sinh hoạt bình thường, thậm chí ăn ngủ cũng thấy khó thở cần đi khám có thể là dấu hiệu của suy tim. Người bệnh suy tim nên ăn gì không phải ai cũng biết. Không phải ai cũng biết rõ cần ăn gì để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa không gây mệt cho tim và không làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị. Tăng cường rau xanh và trái cây tươi. Sau củ quả có chứa nhiều chất xơ, vitamin và các chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Chính vì vậy, người bệnh suy tim nên ăn nhiều rau và các loại trái cây như quả mọng, việt quất, sâu tây, mâm xôi, giàu chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa. Dưa hấu, chuối, cam, quả mơ là nguồn cung cấp kali dồi dào, rất tốt cho người bệnh suy tim đang ăn giảm muối. Tuy nhiên, do những hoa quả này thường chứa nhiều đường, nên người bệnh cũng chỉ nên ăn một lượng vừa phải. Một số loại trái cây khác, dưa lưới, táo, kiwi, đu đủ, đào bạn cũng có thể biến tấu nhiều loại hoa quả thành sinh tố, kem hoặc trộn salad cùng với rau vừa ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng, nên ăn hoa quả tươi tránh những hoa quả khô hoặc đóng hộp vì chúng thường chứa nhiều đường và muối không tốt cho tim mạch. Cân bằng kali trong cơ thể, tim hoạt động được là nhờ sự thay đổi điện thế khi natri và kali ra vào trong màng tế bào. Người bệnh suy tim khi bị phù hoặc ứ dịch sẽ cần sử dụng một số thuốc lợi tiểu thải kali. Vì vậy, việc bổ sung thêm thực phẩm giàu kali là cần thiết. Một số thực phẩm giàu kali mà người suy tim nên ăn ví dụ như trái bơ, rau cải bó xôi, bông cải xanh, cần tây, khoai lang, cá hồi, các loại hoa quả như chuối, cam, mơ, dưa hấu. Sữa dành cho người suy tim Sữa cũng là thực phẩm mà người suy tim cần dùng, đặc biệt là vào những giai đoạn cuối khi người bệnh bị suy kiệt do ăn uống không ngon miệng, dễ bị đầy trướng, chậm tiêu. Sữa không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn chứa nhiều khoáng chất như vitamin D, canxi, magie, phospho. Tuy nhiên, nhiều loại chất béo trong sữa là những chất béo bão hòa không tốt cho người bệnh tim mạch nếu uống quá nhiều. Vì thế, người bệnh suy tim nên chọn những loại sữa ít béo, sữa hạt như sữa đầu nành, sữa gạo hoặc sữa chua ít béo, sữa chua hoa quả, hoặc chọn sữa dành cho người tiểu đường. Bạn có thể uống sữa vào bữa ăn sáng hoặc các bữa phụ trong ngày thực đơn mẫu cho người suy tim ở từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn tiến triển của bệnh suy tim cần có một chế độ ăn linh hoạt phù hợp với triệu chứng, các loại thuốc và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Dưới đây là một số thực đơn mẫu cho mỗi giai đoạn suy tim bạn có thể tham khảo. Suy tim độ 1 và độ 2, ăn nhạt không quá 2 gam muối mỗi ngày, uống ít nước không quá 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, rau quả, giảm đạm. Tổng calo trong một ngày vào khoảng 1.400 đến 1.500 calo một ngày. Suy tim độ 3 Ăn giảm muối từ 1 đến 2 gam muối một ngày. Ăn nhiều rau xanh, rau quả giảm đạm. Tổng calo trong ngày từ 1.200 đến 1.300 calo. Suy tim độ 4 Ăn nhạt hoàn toàn từ 0,2 đến 0,5 gam muối một ngày. Áp dụng chế độ ăn Karen, trong 2 đến 3 ngày đầu người bệnh uống sữa, nước hoa quả hoặc glucose, tổng năng lượng 700 calo, tổng lượng nước đưa vào cơ thể 900 ml một ngày bao gồm cả sữa và nước. Trong những ngày tiếp theo cho người bệnh ăn thêm cháo trứng cùng sữa, tổng năng lượng 1000 calo, tổng lượng nước 1300 ml, muối 0,8 g. Những lưu ý về chế độ ăn cho người suy tim Bên cạnh các loại thực phẩm nên ăn, thì người bệnh suy tim cũng cần lưu ý một số vấn đề trong chế độ ăn uống thường ngày nhằm làm giảm tình trạng khó tiêu, đầy trướng và không ảnh hưởng tới tác dụng của các thuốc điều trị. Giảm muối trong khẩu phần ăn Ăn quá nhiều muối có thể gây tích nước, làm tăng nặng tình trạng phù nề, tăng gánh nặng cho tim hoạt động, theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng. Không sử dụng thêm nước chấm mặn trong các bữa ăn, Hạn chế tối đa việc cho thêm muối vào đồ ăn. Thay vào đó có thể sử dụng các loại gia vị tươi hoặc khô hay các loại thảo mộc như quế, gừng, vỏ chanh để làm tăng hương vị cho món ăn. Nên chế biến món ăn dạng hấp, luộc thay vì các món kho, xào, tẩm ướp có chứa nhiều muối. Không nên ăn thực phẩm chế biến sẵn gồm các loại thịt hộp, cá hộp, rau củ muối chua, xúc xích, thịt hun khói bim bim. Hạn chế lượng nước đưa vào cơ thể. Người bệnh suy tim cần hạn chế lượng nước đưa vào cơ thể để tránh tăng gánh nặng cho tim, giảm tình trạng phù và khó thở do ứ dịch. Lượng nước được khuyến cáo từ 1,5 lít nước mỗi ngày, bao gồm cả nước canh và các thức uống khác. Trong trường hợp suy tim ở giai đoạn nặng có biểu hiện phù hoặc lên cân nhanh trong ngày, người bệnh chỉ uống nước khi khát. Để cắt giảm lượng nước, bạn có thể uống nước trong cốc hoặc ly nhỏ, chia làm nhiều lần trong ngày. Một số cách ứng phó khi khát và khô miệng ngậm kẹo cứng hoặc nhai kẹo cao su, sử dụng kẹo cao su không đường nếu người bệnh bị tiểu đường, ngậm một miếng chanh hoặc một cục nước đá nhỏ, ăn nhẹ một miếng trái cây đông lạnh sẽ giúp dịu cơn khát, xúc miệng bằng nước xúc miệng không cồn. Hạn chế vitamin K khi dùng thuốc chống đông. Nếu người bệnh suy tim đang sử dụng thuốc chống đông máu kháng vitamin K, thì lại cần thận trọng khi sử dụng thực phẩm giàu vitamin K, bởi có thể làm giảm tác dụng của thuốc, làm tăng nguy cơ đông máu. Các thực phẩm cần lưu ý bao gồm đồ uống như trà xanh, trà việt quất, rượu bia, các loại quả hạch hoặc hạt bí ngô, đậu nành, quả ốc chó, các loại rau có lá màu xanh thấm như rau cải bó xôi, súp lơ xanh. Không nên ăn thực phẩm khó tiêu. Khi tim hoạt động kém hiệu quả, máu đưa về tiêu hóa ít hơn có thể gây ra tình trạng khó tiêu, trướng bụng. Khi trướng bụng sẽ đẩy cơ hoành lên chè nếp tới tim khiến tim mệt thêm. Do đó, người bệnh suy tim nên hạn chế các thực phẩm dễ gây trướng bụng như rau cải, đậu đỗ, đồ ăn lên men, thịt để lâu ngày, bánh ngọt có trứng, thịt muối. Nên sử dụng nguồn chất đạm dễ tiêu như các loại cá thay cho thịt. Sống chung với căn bệnh suy tim không hề dễ dàng nếu kết hợp nhiều phương pháp điều trị phù hợp cùng với chế độ ăn uống hợp lý, lựa chọn được những thực phẩm suy tim nên ăn. Nên tránh sẽ góp phần đáng kể giúp nâng cao sức khỏe cho người bệnh. Các bạn nhớ lưu ý những thông tin vừa rồi để có thể đảm bảo cho chính bản thân mình và cho những người thân xung quanh mình có một sức khỏe thật tốt. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người có thể để lại comment phía dưới. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin bổ ích về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.